Chính phủ Việt Nam vừa thành lập một quỹ để vận động mọi thành phần nhân dân trong và ngoài nước hướng về biển đảo của Việt Nam. Thủ tướng chính phủ vừa ký quyết định về việc tổ chức và hoạt động Quỹ vì biển đảo Việt Nam nhằm nâng cao nhận thức về vai trò của biển đảo trong việc xây dựng bảo vệ Tổ quốc, theo cổng thông tin điện tử chính phủ ngày 18 tháng 10. Ngoài ra, quỹ còn được dùng để nâng cao đời sống vật chất tinh thần của quân và dân trên các vùng biển đảo, trong đó tập trung ưu tiên cho địa điểm chiến lược, nhất là huyện đảo Trường Sa và nhà dạng DK1. Trang chính phủ.vn nói, chính phủ kêu gọi các cơ quan tổ chức cá nhân trong và ngoài nước tự nguyện hỗ trợ vật chất, tài chính cho quỹ và hoạt động của quỹ do Bộ Quốc phòng chỉ đạo.